Xin chào tất cả mọi người, em là Phạm Chí ha, đến từ Đồ Xưa Tuyển Chọn Gò Dấp. Hôm nay lên một chiếc đồng hồ để bàn cho anh em mình tham khảo ha. Vì như chúng bạn em thấy á, đây là một chiếc đồng hồ với cái dáng anh em mình hay gọi nó là đồng hồ vai bò anh em ha. Đó, một con vai bò. Và chiếc này đến từ Mỹ anh em ha. À, rất là nhỏ gọn, rất là xinh tươi anh em ha. Rồi anh em mình bắt đầu đi soi xem con đồng hồ này nó có cái gì hay. À, trước tiên thì em báo cái thước cho anh em mình nó dễ hình dung ha. Nó ngang là 51 cm, cao là 23, sâu là 12,5, đường kính mặt số là 15 cm. À, với cái thước này thì nó rất là nhỏ gọn anh em ha, nhưng mà nó rất đặc biệt. Đặc biệt ở chỗ nào mà anh em? Đây là một chiếc đồng hồ vai bò đến từ nhà Westway anh em ha, Westway của Mỹ. Đó, với cấu hình là 9 gông 9 búa anh em ha, chơi được 3 bản nhạc. Đó. À. Và những cái chiếc đồng hồ vai bò anh em thì em đã giao lưu rất nhiều ha. Anh em thì thích những cái con vai bò mà nó nhỏ gọn anh em. À, nó càng nhỏ thì anh em càng thích, ngộ vậy ha. À, có anh em thì lại thích những cái chiếc vai bò mà nó bự, nó 70-80 cm rồi á. Thì có rất nhiều anh em thì được lại chọn những chiếc vai bò nhỏ gọn anh em ha. Thì những chiếc vai bò nhỏ gọn thường anh em mình để trên những cái kệ bút sale hay trên bàn làm việc, hoặc là trên cái bàn ở phòng khách nhà mình đó, thì nó rất là hợp ha. Đó, nó nhỏ gọn. Rồi anh em mình đi soi đi. À, anh em mình trước tiên soi cái bộ vỏ nó nha anh em. Đây. Anh em thấy không? Anh em thấy cái vân gỗ nó. Cái con này vân gỗ rất đẹp anh em ha. Đây anh em coi nè. Đó. Đây cái vân gỗ của nó đây anh em. Con này thì thật sự nói vân gỗ của nó rất đẹp. Anh em thấy không? Đó. Mình soi từ từ cho anh em mình xem ha. Đó. Anh em thấy cái vân gỗ của nó. À, đó, vân gỗ. Còn rất là đẹp luôn, rất là mới anh em ha. Đó, độ mới rất cao. Đây là cái chữ ở dưới phần đế anh em ha. Rồi, em soi tới cái phần trước cho anh em mình xem nè. Đó, thì nó nhấn nhá một cái veneer nung ở đây anh em ha. Đó, anh em thấy cái nung của nó. Đó, nung. Đó, nung. Cứ anh em thấy tròn rồi nó cái cục đó. Đó là anh em thấy nung, đó nung chạy đó. Rồi đó, anh em thấy mà nó một cái veneer nung rất đẹp ha. Đó, nó làm cái điểm nhấn ở ngay mặt trước con đồng hồ. Đó, nhìn nó sang trọng anh em ha. Đó, đây đó là chi tiết của bộ vỏ đằng trước. Rồi anh em coi cái vành của nó, em coi cái vành của nó đó. Còn sáng bóng anh em ha, và đương nhiên nó sử dụng mà mặt kính mò đó, mặt kính mò vành ở đây. Rồi, đây là cái mặt số của nó đây nè. Đây thương hiệu Westway này đó, đến từ Mỹ anh em ha. Đó. Rồi anh em thấy ở đây nó có những cái chi tiết này em cảm thấy là nó cũng không ưng lắm đó, là do cái người chủ cũ anh em rồi tạo lên dây anh em thấy không? Thường những cái con mặt trắng nó hay bị vậy anh em ha, kể cả những con để bàn treo tường hay đồng hồ cũng cây gì đó, thì cái lúc mà anh em mình chọt cái chìa khóa đó đó thì cứ chọt vô đây không à. Đó này dắt cái người chủ cũ chắc xỉn dữ lắm nè. À, cứ chọt ở ngoài không anh em thấy không à. Đó cứ chọt ở ngoài là nó sẽ bị có vài cái vết như thế này anh em ha. Đó, ở ngay chỗ ba cái ổ cốt nè, anh em thấy không. À, những cái vết chày nó nằm ngay ở chỗ cái ổ cốt nè. Một là cái người chủ cũ này á, họ là một người lớn tuổi ha. Đó, hai nữa là chắc xỉn hay sao đó, cứ chọt ngay cái chỗ này ở ngoài nè. Đó, đâm ra nó có những cái vết xước ngay chỗ ba cái lỗ cốt anh em ha. Những cái chi tiết này anh em thường thấy trên những cái con mà đồng hồ treo tường mà đồng hồ cổ á, đó hoặc là những con để bàn cổ sâu tuổi á, thì những cái vết như thế này á, nó rất là nhiều ha. Đó, có nghĩa là mình anh em mình cứ chọt ở ngoài nè. À, chọn không có trúng đó, chọn không có vô lỗ đó. Rồi con này thì nó chơi 3 bản nhạc anh em ha, Westminster, Whistington và Winchester anh em ha. À, cái bài Winchester này thì duy nhất chỉ xuất hiện trên những chiếc máy Udos anh em ha. Anh em thấy mà trên cái mặt số mà để chữ Winchester đó là những chiếc máy đến từ nhà Udos anh em ha. Ở đây là cần chuyển bài đây, 3 bản Westminster
Wissington và Winchester. Rồi em soi kỹ lại cái mặt số cho anh em mình xem nha. Chơi với em là không có mặt mờ anh em ha, có sao là nói vậy ha. Đó, còn tổng thể cái mặt thì rất đẹp, nó chỉ có những cái chi tiết này thôi đó. Rồi ở đây là phần tắt chuông anh em ha. À, anh em gạt xuống là sai lầm im lặng nè, anh em gạt lên là Jimmy là đổ chuông nè đó. Rồi ok anh em, về tổng thể thì nó rất ok ha. Đó, anh em mình cũng lên cốt anh em mình cũng cẩn thận một tí ha. Đó, anh em mình chọt cho vô cái lỗ cho đúng ha. Đó, cái chỗ ngoài nó sẽ bị chạy chạy ở ngay cái khúc xung quanh đây nè anh em thấy không. Đó, anh em lưu ý ha. Đó, chơi đồng hồ thì mình lúc mà mình lên cốt đó là mình lên cho nó chọt vô cái lỗ cho nó chuẩn ha. À, đừng có xỉn mà lên ha, xỉn mà lên cốt là mệt lắm anh em ơi. Rồi anh em coi cái mặt sau ở đây. Đó. Đó. Mặt sau đẹp không anh em? Đó. Mới tinh. Đó. Đó. Rồi, anh em thấy mà. À, đây thì cái cửa hàng bán ở Mỹ hồi xưa anh em ha. Đó. Đó, anh em nhìn vô chiếc máy là anh em thấy liền là máy Uros liền anh em ha. Đây máy Uros đây. À, đây anh em thấy máy Uros ở đây chữ Uros à, máy Uros ha, chỉnh công chỉnh bộ, đặc biệt là trên cái dòng mà có bảng nhà Win Center đó nè, đó là nó sẽ có là máy Uros đó, chỉ có Uros thì nó mới quýnh cái bài Win Center anh em ha. Đó anh em coi đó. Cơ chế là vành tốc anh em ha, thì chỉnh nhanh chậm thì em cũng là có clip hướng dẫn nè. À, chụp cái này lại ha, chỉnh cái càng chậm ha, qua trái là chậm ha, qua phải là nhanh ha. À, em cũng có bài hướng dẫn về cách chỉnh vành tốc rồi. À, chiếc máy là trái tim con đồng hồ anh em ha, luôn luôn phải được bảo dưỡng trước khi vô luôn, đó là quy trình bắt buộc bên em ha. À, chiếc máy 1 triệu, 10 triệu, 100 triệu gì không quan trọng, quan trọng nhất là cái buổi ban đầu ha. Đó. Nó phải được bảo dưỡng đúng à, đó. Trước khi đến tay người dùng anh em ha. Đó. Thì cái chi tiết phần máy này cũng như mọi khi ha, em có để cái link website ở phần mô tả đó, thì anh em khi cập vào hoặc cái web đồ sơ tiến chọn.vn thì anh em sẽ thêm được cái chi tiết chiếc máy này anh em ha. Và chiếc máy được bảo hành 2 năm miễn phí anh em ha. 2 năm đó. Bảo hành là bảo hành anh em ha, hư là sửa, sửa là không có tốn tiền anh em ha. Trong vòng 2 năm anh em chơi có gì trục trặc là tất cả đều là miễn phí anh em ha, đó gọi là bảo hành ha, chứ không có hỗ trợ gì anh em ha. Anh em chơi với em là không có lăng tăng mà phải đi kiếm thợ thầy đồ này kia nọ anh em ha, không có cần thiết phải đi kiếm thợ gì hết đó, tất cả máy móc đều đã được bảo dưỡng rồi, không có gì hết. Trong quá trình anh em mình chơi có gì trục trặc anh em cứ alo cho em, làm mọi việc sẽ được giải quyết hết ha. Đó, không có lăng tăng mà đi kiếm người này đi kiếm người kia rồi đi kiếm cái này đi kiếm cái nọ anh em ha. Đó, riêng về phần máy đó anh em thấy chỉnh công chỉnh búa của nó nhỏ xíu à, nhỏ mà có vỏ anh em ha, nhỏ nhỏ mà cấu hình dữ hình luôn. Đó, rồi anh em mình test chuông ha. Rồi em để đây cho anh em mình dễ nghe nha. Rồi ở ngoài thì nó cũng đang mưa chút xíu. Đó, rồi à, anh em mình nghe Wistin trong trước nha. Âm nó nhẹ nhàng rất hay anh em ha. Đó, nhẹ nhàng quýnh rất hay. Đó, anh em mình nghe bản Wiz đi ha, bản Win Center nha. Đó, Win Center
anh em mình nhà Westminster luôn ha, cho nó đủ luôn. À, Westminster sáng ăn cơm sườn. Ok anh em, âm thanh ngân nghe rất hay anh em ha. Những con bò mà đến từ Mỹ anh em, thường thì cái âm của nó nghe nó cũng vừa phải ha, nó không có quýnh mà đùng đùng như mấy con mà của Đức luôn nha anh em. Mấy con của Đức hay là của Pháp nó quýnh đùng đùng đùng. Còn riêng về những dòng Mỹ anh em thì cái âm thanh của nó nghe nó nhỏ vừa lịch sự thôi anh em ha. Em thì con nào nó quýnh to em sẽ nói nó quýnh to, con nào âm nó quýnh nhỏ vừa em sẽ nói nó nhỏ vừa, cho anh em mình dễ lựa chọn anh em ha. Có nhiều anh em thì thích âm nó quýnh đùng đùng, thì có nhiều anh em thì rất sợ cái tiếng chuông mà đùng đùng anh em ha. Nhiều anh em thì thích cái tiếng chuông nó nhỏ vừa phải thôi, thì đó, thì những anh em nào mà thích cái tiếng chuông nó nhỏ vừa phải thì đây chính là những cái lựa chọn của mình anh em ha. Còn anh em nào mà thích mà quýnh đùng đùng thì anh em mình kiếm mấy con bò Đức quýnh ghê lắm, quýnh đông 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 anh em ha. Rồi ok anh em, về cái chi tiết phần giá cũng như mọi khi ha, em có để cái số điện thoại trên màn hình đó, anh em cứ gọi trực tiếp cho em hoặc nhắn tin em sẽ trả lời anh em ha. Em có để số điện thoại rất rõ ràng trên màn hình. Anh em thích, anh em nào thiện chí cứ alo cho em, đừng tiếc với em một cuộc gọi hay một tin nhắn anh em ha, đừng bao giờ tiếc với em một cuộc gọi hay một tin nhắn. Rồi nếu thấy hay anh em hãy cho em một nút đăng ký, một nút chuông kế bên để nhận thông báo em sẽ review những chiếc đồng hồ, những món đồ xưa gửi đến cho mọi người mình tham khảo anh em ha. Em còn rất rất là nhiều luôn, nhưng em sẽ là con nào nó ra con đó anh em ha. Một cái video clip là nó sẽ lột tả hết cái con đồng hồ, nhất là những anh em ở xa, anh em ở xa thì phải cần những cái clip chi tiết như thế này để mà mình xem cho nó rõ anh em ha. Đó, anh em mình dễ lựa chọn. Rồi, cảm ơn mọi người. Hẹn mọi người vào video tiếp theo. Thân ái, chào, tạm biệt.